Tôi đánh giá cao về cái tác dụng cũng như là cái công dụng của sữa này đối với sự phát triển của trẻ nhỏ. Sữa tươi của Úc thì chúng ta đều biết là loại sữa mà rất là tươi mát và trong lành rồi, không có chất bảo quản, không có hương vị tổng hợp và đặc biệt là không có cái sản phẩm biến đổi gen, cho nên là hoàn toàn chúng ta có thể đảm bảo về mặt vệ sinh an toàn thực phẩm. Khi nói về cái sữa tăng cường miễn dịch ở trẻ thì đây trong này có chứa cái hàm lượng lactoferrin rất là cao. Việc lựa chọn một cái dòng sữa mà có bổ sung lactoferrin thì đấy là một cái điều vô cùng quan trọng để các bạn có thể tăng cường cái sức đề kháng cho con của mình. Và cái sức đề kháng thì đóng một vai trò quan trọng đối với sự phát triển của trẻ. Cái điều quan trọng thứ hai ở đây nữa là cái mùi vị của sữa thì rất là thơm ngon, rất là dễ uống và trẻ em rất là thích và cháu hoàn toàn có thể phát triển một cách tự nhiên. Thế rồi với một cái công nghệ sản xuất rất là đặc biệt, tức là trộn ướt và sấy thăng hoa, tức là sấy lạnh như vậy thì đảm bảo đầy đủ được các cái vitamin và khoáng chất có ở trong sữa, vẫn đảm bảo được nguyên khi chúng ta bổ sung vào, nó không bị mất đi trong cái quá trình chế biến. Và ngoài cái thành phần lactoferrin ra thì trong